Tối ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận và cho biết đơn vị vừa chỉ đạo các bộ phận liên quan làm việc với lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Đội Cấn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để làm rõ vụ một cô giáo của trường này có hành vi dùng kéo cắt tóc của nữ sinh. Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi nắm được thông tin, các cán bộ của sở đã xuống làm việc với lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Đội Cấn, đồng thời yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan và cô giáo có hành vi cắt tóc của nữ sinh và có báo cáo cụ thể. Vị lãnh đạo nhấn mạnh sau khi có thông tin chính thức sẽ đối chiếu với quy định, nội quy ứng xử trong nhà trường để có hình thức xử lý. Đồng thời cho biết ngày 23 tháng 3, sở sẽ có thông tin cụ thể về vụ việc. Trước đó, trong ngày 22 tháng 3, mạng xã hội lan truyền clip một cô giáo yêu cầu một nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Đội Cấn đứng khoanh tay gần bục giảng. Sau đó, nữ giáo viên dùng kéo cắt một nắm tóc của nữ sinh này với lý do em này vi phạm quy định. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh hốt hoảng trước hành động của cô giáo.